Kính thưa quý khán giả và các bạn cây trầu không là loài thực vật quen thuộc với người dân Việt Nam. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng lá trầu không được sử dụng như một loại thuốc bổ cho hệ tiêu hóa, xương khớp. Hãy cùng Sức Khỏe Cuộc Sống 4.0 tìm hiểu xem lá trầu không chữa xương khớp như thế nào trong video này nhé. Một thông tin về lá trầu không. Lá trầu không là gì? Trầu không là một loại cây thân leo, tên khoa học là Piper Bethle, họ hồ tiêu người ta thường dùng lá trầu không như một loại thực phẩm hoặc thuốc chữa bệnh bởi nó có vị cay, thơm, nồng tính ẩm, sát khuẩn, khu phong. Thành phần các chất có trong lá trầu không? Trầu không chứa nhiều thành phần hóa học như tinh dầu thơm, betaphenol, chavico, eugeno, eugenol, alicatecho, casinen, tannin, axit amin, vitamin, pimene, chavibeto. 2 lá trầu không chữa xương khớp có hiệu quả không? Theo nghiên cứu y học hiện đại, lá trầu không chứa nhiều chất kháng khuẩn, chống viêm, khi sử dụng tại chỗ có thể giúp giảm đau, giảm sưng tấy do các bệnh xương khớp gây ra. Theo y học cổ truyền, lá trầu không có vị cay, tính ấm giúp kiểm soát các triệu chứng đau nhức xương khớp, thoái hóa cuộc sống. 3. Cách dùng lá trầu không chữa xương khớp hiệu quả, sử dụng lá trầu không đắp lên vùng đau xương khớp. Cách dùng lá trầu không để trị đau nhức xương khớp đơn giản như sau. Bước 1: Chuẩn bị lá trầu không và dầu dừa. Bước 2: Giã trầu không vắt lấy nước, trộn với dầu dừa và đắp lên vùng đau nhức xương khớp. Sử dụng lá trầu không ép lấy nước làm lành vết thương. Cách dùng lá trầu không chữa lành vết thương như sau. Bước 1: Chuẩn bị vài lá trầu không, rửa sạch. Bước 2: Vắt lá trầu không lấy nước cốt để rửa vết thương, dùng lá trầu không sạch băng kín vết thương để tránh nhiễm trùng sử dụng lá trầu không với giấm chữa chấn thương các bước chữa chấn thương với lá trầu không như sau bước 1. chuẩn bị vài lá trầu không và một ít giấm bước 2. giã nhuyễn trầu không cùng giấm và đắp lên vết sưng sử dụng lá trầu không kết hợp phèn chua điều trị nhiễm khuẩn các bước dùng trầu không trị nhiễm khuẩn như sau bước 1. chuẩn bị vài lá trầu không và 4 giờ phèn chua bước 2. đun lá trầu không với 4 gam phèn chua trong một lít nước sau đó dùng để rửa vết thương một cách dùng lá trầu không chữa xương khớp đơn giản, hiệu quả. Kết hợp lá trầu không và nước dừa chữa xương khớp, các tinh dầu trong lá trầu không như EUGE no, Chavico có tác dụng chống viêm khớp, phục hồi khớp bị tổn thương. Cách dùng lá trầu không và nước dừa chữa xương khớp như sau. Bước 1. Chuẩn bị 6 lá trầu không lớn hoặc 8 lá nhỏ, rửa sạch, để rào nước, thái lát nhỏ. Bước 2. Dùng một trái dừa xiêm tươi, bỏ phần gáo rửa, thêm lá trầu không đã thái lát vào. Bước 3, bọc kim trái dừa bằng màng bọc thực phẩm, ủ trong ngăn mát tủ lạnh một đêm. Bước 4, buổi sáng sau khi thức dậy, lọc lấy phần nước trong trái dừa, bỏ lá trầu không, uống khi bụng đói hoặc trước khi ăn sáng một tiếng, dùng liên tục trong một tháng để giảm các cơn đau nhức, có thể bỏ thêm muối Và để tránh lạnh bụng. Bài thuốc trị phong thấp từ lá trầu không kết hợp lá lốt và xấu hổ. Theo y học dân gian, bài thuốc từ lá trầu không lá lốt và xấu hổ giúp kiểm soát cơn đau nhức xương khớp, phòng thấp. Cách thực hiện như sau, bài thuốc số 1, chuẩn bị 15 đến 20 g mỗi vị chầu không, lá lốt và xấu hổ, phơi khô, sắc nước uống mỗi ngày một thang. Bài thuốc số 2, dùng một lượng bằng nhau lá chầu không, lá lốt, xấu hổ rửa sạch phơi khô, sao vàng, khi dùng lấy một lượng vừa đủ, hãm với nước trong 20 phút, uống thay trà hàng ngày. Bài thuốc số 3, dùng một lượng vừa đủ lá chầu không, lá lốt, Sấu hổ sắc thành thuốc, thêm một lượng muối ăn vừa đủ, ngâm chân 20 đến 30 phút mỗi ngày để kiểm soát cơn đau nhức xương khớp. Lưu ý, cây xấu hổ cần phải bỏ hạt khi sơ chế để tránh gây ra tác dụng phụ không mong muốn. Chữa đau khớp, bong gân sai khớp, cách chữa bong gân sai khớp với lá chầu không như sau. Bước 1, chuẩn bị lá chầu không, cúc tần, lá sả non, củ nghệ già với một lượng như nhau, rửa sạch, Bước 2, giã nhỏ các dược liệu và đắp lên vết thương hai đến ba lần tuần. 4. Tác hại của lá trầu không khi sử dụng sai cách, mặc dù lá trầu không có tính sát khuẩn, chống viêm tốt nhưng nếu sử dụng sai cách, nó có thể đem lại một số tác hại như nhiễm khuẩn ở mắt do rửa bằng lá trầu không nhưng không vệ sinh lại, viêm da dị ứng do dùng nước lá trầu không tẩy nắm, giảm sắc tố, làm cho da bị sạm màu. 5. Những lưu ý khi sử dụng lá trầu không chữa xương khớp chỉ sử dụng lá trầu không cho các triệu chứng nhẹ và vừa. Bài thuốc từ lá trầu không chỉ áp dụng cho những trường hợp triệu chứng nhẹ, vừa mới khởi phát, chưa xuất hiện biến chứng. Nếu người bệnh vẫn đau nhức kéo dài sau một tháng sử dụng thuốc, hãy đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi dùng lá trầu không chữa xương khớp. Lá trầu không có thể mang lại nhiều tác hại nếu sử dụng sai cách hoặc sai mục đích. Do đó, trước khi có ý định dùng lá trầu không để chữa bệnh xương khớp, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa để tránh những vấn đề không mong muốn xảy ra dùng lá trầu không không thay thế được thuốc điều trị bệnh bạn không nên quá lạm dụng những bài thuốc từ lá trầu không bởi loại cây này chỉ có hiệu quả khi triệu chứng mới khởi phát không có tác dụng thay thế thuốc điều trị bệnh kết hợp với chế độ ăn uống sinh hoạt hợp lý bên cạnh việc sử dụng lá trầu không bạn nên xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh tập các bài thể dục phù hợp với thể lực và dành thời nghỉ ngơi để nâng cao hiệu quả điều trị đau nhức xương khớp. 6. Một số câu hỏi thường gặp, lá trầu không và muối có tác dụng gì? Lá trầu không và muối tuy là hai nguyên liệu đơn giản nhưng có tác dụng hỗ trợ điều trị nhiều bệnh. Sông lá trầu không và muối, sự kết hợp của hai nguyên liệu này giúp giảm các triệu chứng đường hô hấp như viêm họng, viêm phế quản. Rửa vết thương bằng nước lá trầu và muối, lá trầu không và muối có tác dụng làm sạch vết thương, ngăn ngừa nhiễm trùng sát khuẩn và giảm sưng tấy. Làm đẹp da bằng mặt nạ lá trầu không và muối. Mặt nạ từ hai nguyên liệu này có tác dụng làm trắng da, mờ tàn nhang và ngăn ngừa mụn. Lá trầu không có tác dụng giảm cân không. Lá trầu không giàu chất xơ, tốt cho quá trình trao đổi chất, bài tiết dịch tiêu hóa và thải độc tố tốt hơn, từ đó hỗ trợ giảm cân. Hy vọng rằng video này sẽ đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và thú vị về công dụng lá trầu không chữa xương khớp. Hãy chia sẻ tới người thân bạn bè nếu thấy bài viết hữu ích nhé xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới nhất